san hô từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của các tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta nghe những câu chuyện hàng ngày, dường như, về cách các hệ sinh thái sôi động này, bao gồm cả dạn san hô Great Barrier, đang biến mất hoặc bị hư hại khi đại dương ấm lên. Dấu hiệu thiệt hại rõ ràng nhất là hiện tượng tẩy trắng san hô, mà khoảng 75% dạn san hô đã trải qua ở một mức độ nào đó. Tẩy trắng khiến san hô chết dần do nước quá ấm. Điều này thật rắc rối vì các dạn san hô tuy chiếm diện tích nhỏ nhưng lại giúp hỗ trợ khoảng 1/3 số sinh vật biển trên thế giới. Khi các dạn san hô chết dần, các đường bờ biển dễ bị xói mòn hơn. Nó cũng có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế du lịch địa phương. Tất nhiên, các nỗ lực bảo tồn đang được tiến hành. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy rằng bất kỳ phương pháp tiếp cận rời rạc nào để cứu một số dạn san hô hoặc các phần của dạn san hô có thể là không đủ. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Global trên Biology cho thấy rằng cần có những nỗ lực quốc tế rộng rãi hơn, có sự phối hợp và phối hợp chặt chẽ hơn để cứu những dạn san hô quan trọng này. Cụ thể, bài báo lập luận về việc sử dụng các khu bảo tồn Mesoscale. Những khu bảo tồn này về cơ bản là những khu vực lớn hơn của môi trường đất hoặc đại dương được bảo vệ, có thể bao gồm hàng nghìn dặm diện tích. Tuy nhiên, vì những khu bảo tồn này có thể rất lớn, chúng tự nhiên vượt qua biên giới quốc tế. Điều đó có nghĩa là cần có sự hợp tác quốc tế để biến những khu bảo tồn này thành hiện thực. Tại sao điều này hoạt động? Lấy Great Barrier Reef làm ví dụ. Đây là một trong những dạn san hô được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Chưa hết, chỉ mới đầu năm nay, dạn san hô Great Barrier Reef đã phải hứng chịu đợt tẩy trắng san hô thứ tư trong gần một thập kỷ. Nhưng nếu nó được bảo vệ như vậy, tại sao điều đó lại xảy ra? Mặc dù là một khu vực được bảo vệ, dạn san hô Great Barrier Reef vẫn bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu của đại dương. Nó là một phần của một trang web phức tạp, và bởi vì các quốc gia khác nhau có các cách tiếp cận khác nhau để bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng này, các cách tiếp cận khác nhau này có thể có tác động đến dạn san hô Great Barrier. Các chiến lược dài hạn để ngăn chặn sự thay đổi khí hậu, chẳng hạn như chuyển sang năng lượng tái tạo, vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng những nỗ lực phối hợp nhiều hơn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xoay chuyển tình thế khi nói đến sức khỏe và tính bền vững của dạn san hô trong ngắn hạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!